Chào các bạn, bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân khuôn cho sản phẩm này nha các bạn. Thì trước khi phân khuôn á, thì mình hoàn thiện cái sản phẩm này một tí. Lại bữa hôm đó mình mới dựng lên, vẫn còn một số những chi tiết nhỏ mình chưa có hoàn thiện. Là mình bo mấy cái rờ chỗ mép lưới sản phẩm này các bạn, giống như bo cái rờ trên cái miệng sản phẩm. Bây giờ mình mở lên mình làm tiếp cho nó hoàn thiện xong rồi tôi hướng dẫn các bạn tách khuôn. Rồi các bạn mở xem ở trong lên, mở cái sản phẩm bữa hôm mà mình mới vẽ lên các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hoàn thiện nó nha các bạn. Bây giờ các bạn chỗ này các bạn bữa hôm mình chưa ra nè, bây giờ mình ra R này là một các bạn là một. Cái này là R0.75. Ở dưới đây cũng vậy các bạn. Dưới đây là R0.75 luôn. Rồi, tiếp tục mình ra những cái mắt lưới này luôn các bạn. Những cái này là 0.75 hết các bạn. Các bạn bo hết những cái này là 0.75 hết nha các bạn. Thì tôi bo xong rồi tôi sẽ bỏ qua ra để các bạn tự bo. Nếu mà tôi làm hết thì nó lâu lắm. Tôi làm một mặt cho các bạn coi, xong là những mặt ba mặt còn lại thì các bạn tự bo nha. Rồi chọn xong rồi 0.75 luôn. Rồi. Rồi các bạn đó, bo xong nó là như vậy nè, nó lại là 0.75. Thì tương tự ba cái mặt còn lại các bạn làm như vậy hết nha. Đây ba mặt còn lại. Rồi đây là những cái mắt lưới cuối cùng rồi. Rồi, mình chuẩn bị qua là phân tích cái phân khuôn nha các bạn. Đây là mình đã hoàn thiện. Đây, sau khi có hoàn chỉnh thì bắt đầu mình sẽ tính tới phương án tách khuôn. Thì cái sản phẩm này các bạn, nó không phải giống như là một cái ly hay một cái rổ trơn bình thường, bởi vì nó có găng cho nên nó không phải là khuôn trên khuôn dưới được, cho nên ở chỗ rút cái lõi và cái đáy ra. Thì cái đáy đây, thì cái đáy phân khuôn này mình xính từ cái chân R này các bạn, tách về từ phía dưới. Đây cái chân R này nó sẽ tách về phía dưới là một phần nè. Rồi phía trên cái lõi này, từ cái chân R này, đây, từ chân R này vào bên trong là mình tách cái lõi. Còn ở đây bốn mặt này là mình tách là bốn con trượt nha các bạn. Đây bốn cái mặt này mỗi mặt là một con trượt. Thì cái khuôn này làm tách là sáu mảnh. Rồi để tách được 6 mảnh đó thì trước khi ta phải tạo những cái đường giáp phân khuôn trước các bạn. Ở đây thì nó có cái đường giáp phân khuôn là đường chân R rồi đó.
còn đường giáp giữa con trượt với là con trượt thế nào thì là giữa cái khung này nè các bạn đó. Nhưng mà các bạn thấy trên cái này là có một cái mặt phẳng liền, nó không có giống chỗ này. Đây là hai mặt, ở đây là như một mặt, cho nên lúc tách đó thì nó hơi bị phức tạp tí xíu, cho nên mình chia cho nó trước, mình tách lên cho nó trước đi các bạn. Rồi, để tách cái mặt phẳng ra, cái mặt cong này ra làm hai phần để cho nó nằm ở hai con trượt khác nhau đó, thì các bạn làm cho tôi. Đây, các bạn tạo đây, chọn chức năng tạo mặt này. Rồi, các bạn chọn cái khung rồi này. Rồi, nó tạo ra cái mặt rồi. Thì bây giờ các bạn dùng cái phương cái mặt nè, các bạn dùng cái lệnh mà split nè để chia cái mặt ra đó. Rồi, các bạn chọn những cái mặt mình cần chia. Đây cái mặt đó, cái mặt này nữa là cũng nằm trong con trượt các bạn. Thì hiện tại nó là một mặt nhất mà tách ra mặt hai để cho mỗi bên nó là một phần. Đây đó, những cái phần này nè các bạn để chụp vào nó nguyên một cái thì bạn phải chia đôi hết. Đây. Nó không thể nào mà một mặt phải nằm trên hai con trượt được các bạn đó. Cái thằng này cũng nằm trên trượt nè đó. Rồi enter xong các bạn chọn cái mặt. Rồi các bạn kết thúc. Rồi nó đã chia ra rồi các bạn. Rồi, các bạn xóa bỏ luôn cái mặt này đi. Sau khi xong mình xóa đi đó, cái mặt này nó là chia ra rồi nè các bạn. Đó, nó chia làm hai rồi. Cái chỗ này hình đấy ta chọn thiếu. À, đúng rồi chứ, trên này nè, đây có nè các bạn. Đây à, còn cái phía dưới này nằm ở cái mặt đáy. À, mình tương tự mình làm cho tất cả những cái mặt cái dao của hai con trượt còn lại. Đây chỗ này tiếp tục mình làm giống như cái vừa rồi các bạn. Rồi bạn chọn cái dao ở cái R này. Rồi, rồi bây giờ mình chọn chức năng để chia mặt ra thì mình tao chia những cái mặt ra làm hai hết. Chọn cái mặt để mình chia nó ra. Rồi thì xóa mặt luôn. Đó. Nó đã chia mặt ra hết rồi. Tiếp tục còn hai vị trí nữa các bạn. Thì để làm vấn đề này thì các bạn phải xác định được là cái khuôn mình nó tách như thế nào thì các bạn mới làm được cái mới tiến hành làm cái vấn đề này. Còn các bạn đã chưa xác định được cái khuôn mình nó sẽ tách như thế nào thì mình phải xác định trước xong mình mới tiến hành là tới bước này. Xóa bỏ nó. À, còn một mặt nữa là xong rồi các bạn. Rồi chọn mặt đem chia các bạn. Rồi,
Rồi xong. Bây giờ tôi đổi tất cả đó lại về cho nó cùng một màu hết nha các bạn. À, cái nãy mình mới bo nó có màu khác rồi nhỏ. Tôi muốn chuyển về cùng một màu hết. À, bây giờ mình đã cái sản phẩm mình đã hoàn chỉnh rồi. À, mình đã xác định được cái đường phân khuôn của mình là ở vị trí nào rồi. À, các bạn lưu lại. Rồi, bây giờ các bạn tắt nó đi. Rồi, các bạn vào cái môn setup nào. Đó, các bạn vào đây. Rồi, các bạn đặt cái tên cho cái khuôn của mình. Tôi đặt cái tên là khuôn rổ. Rồi, các bạn click vào cái tập chọn đặt dấu kiểm vào đây để tạo một folder mới để chứa những cái mà cái chi tiết khuôn mình nó tạo ra. Đây là cái đường dẫn của nó các bạn. Các bạn vào đây để tạo cái đường dẫn cho nó nha. Dù các bạn lưu ở đâu á thì các bạn vào đây. Tôi lưu ở đây nè, xin trong hơn nè, xin trong à đúng rồi à, tôi lưu trong đây đó, thì sau này á, thì cái folder thằng kia nó sẽ tạo nó nằm chỗ đây nó nằm đó. Cái folder này là các bạn à, cái tên này nó sẽ nằm trong cái chỗ đường dẫn này rồi. Còn các bạn nhớ tích vào đây để mình nhớ tích vào đây nha, để tích vào layout để mình lấy cái sản phẩm ra. Rồi các bạn tiếp tục enter tiếp tục. Thì trong đây nè các bạn bát tin lao nè các bạn. À các bạn load khuôn nha, vô load nè, load của bát nè đó. Thì các bạn cho mở cái file ra, vô file name để mở file. Thì các bạn vô chỗ đường dẫn nãy mình dẫn nó sẽ ra đường dẫn nè. Đó, cái sản phẩm mình nằm đây nè, sản phẩm mình đã tạo hoàn chỉnh đó. Đó, nó nằm đây đó. Thì các bạn mở ra. Rồi ở đây nè các bạn, đây là hệ số con ngót của các loại nhựa. Ở đây tôi sử dụng nhựa HDPE cho nên cái hệ số con ngót nó là đó 1.002, 1.02 đó hệ số con ngót nó. Rồi hệ mm. Ok xong rồi tôi nhấn enter. Rồi tiếp tục, các bạn chưa thấy nó xuất hiện thì các bạn ngồi đây. À, các bạn chọn đánh kiểm vào chỗ cái chọn đây nè đó. Rồi nó xuất hiện rồi. Ok à, cái sản phẩm mình đã ra rồi, các bạn làm đậm lên lại. Thì bữa hôm mình vẽ chỗ này á là R35 rồi hay là 40 đây à, này 40 bây giờ nó là 40.8, nó nhân hệ số ngót lên rồi đó các bạn. Đó bữa hôm là tổng chiều cao thằng này là 109 thì nó đã nhân con ngót lên rồi đó. Từ đây là 109, bây giờ là 193.8, nó là nhân cho hệ số con ngót lên rồi đây nè đó. À, tất cả nó nhân hệ số con ngót rồi. À, bây giờ ta tiến hành là phân khuôn nha các bạn. Rồi bây giờ ta phân cái sản phẩm ra trước. Trước mắt thì ta phân cái sản phẩm trước nha các bạn. Các bạn vào patin nè và new nè đó. Rồi các bạn chọn cái mặt phân khuôn đầu tiên. À, các bạn chọn phân khuôn lên chọn cái lỗi nè, thì cái lỗi thì có cái mặt này nè, thì các bạn chọn bất kỳ cái mặt nào trong cái phần của cái phân khuôn đầu tiên. Ví dụ tôi chọn ở đây không. À, tôi chọn style để nó tự động chọn những cái mặt. À, trong đây này có những cái mà lựa chọn để cho nó tuân thủ, lúc nó lựa chọn tự động tuân thủ thì ta chọn vào đây, nó đã mặc định rồi, nó chọn ở đây các bạn, nó sẽ chọn tất cả những mặt nào mà nó tuân thủ theo cái tiêu chuẩn trong đây và góc đó. Rồi xong nó khi sau nó chọn xong hết rồi á, thì ta kiểm tra lại coi nó có chọn thừa hay không. Thì ở đây nó có chọn thừa này các bạn đó, đây nó chọn thừa những cái mặt này nằm bên con trượt nhưng mà nó mà chọn luôn thì ta bỏ, ta thích vào đó ta bỏ nó, các bạn thích vào đó các bạn bỏ nó hết đó. Các bạn kiểm tra coi nó thừa mặt nào thì các bạn bỏ đi, thích bỏ đi, thừa cũng ít lắm các bạn đó, nó ít lắm chứ không có nhiều, tại vì mình đã sàng lọc hết rồi, trong cái phần mềm nó đã sàng lọc rồi
những cái mặt nào khuất, mặt nào này nọ thì nó phân ngược thì nó không có chọn đâu. Đó. À, chứ mặt nào đủ điều kiện nó mới chọn. Ví dụ như mặt này đủ điều kiện nè, nhưng mà mình không muốn nó nằm ở cái phần lõi. Đó, cho nên nó vẫn chọn tại tài thỏa điều kiện của nó. Nhưng mà mình không thích nên mình bỏ ra. Mình bỏ cái mặt này ra. Đó, mình bỏ cái mặt này ra. Rồi xong. Đó là dưới đáy này cũng không có cái gì nè các bạn thấy không? Thì nó thỏa cái điều kiện ở trong này này hết nè. Đó, những cái mặt khuất mặt này nọ trong đây nó có thể thấy không? Đó, cái lưới này nó cũng không có chọn. Đó. Rồi xong rồi các bạn. Áp ly nè. Chọn áp ly chứ không phải chọn bên đây nha, ok nha, chọn áp ly. Rồi. Đó. Rồi đã xong một mặt rồi các bạn. Đó, mình đã xong cái phần bên trong, mình xoay cái mũi xuống hướng tách khuôn này đã xong. Bây giờ mình chuyển xuống tách khuôn về cái hướng dưới, tách khuôn về hướng dưới thì tách khuôn ở dưới gồm cái phần nào, làm miếng ngọn đáy này, này các bạn đúng không, làm lấy miếng ngọn đáy này, này đó, mình tách về hướng dưới là mình chọn đại một mặt trong những cái phần mình muốn tách về dưới này, tôi chọn ở đây đi, rồi cho nó tự chọn. Đó, nó tự chọn rồi xong rồi mình kiểm tra lại các bạn coi nó đã lấy thừa hay không, chắc chắn là lấy thừa tại có đủ điều kiện. À, thằng này nè các bạn, nó không có chướng ngại trợ gì hết cho nên nó lấy luôn, nhưng mà mình muốn cho nó làm một con trượt cho nên mình bỏ nó đi, mình tách, mình lít vào nó để mình không cho nó chọn, mình lấy lại, mình bỏ đi. À. Đó, mình lít vào đó mình bỏ cho bỏ thì chọn. Tại vì những cái phần này là mình cho nó nằm bên con chuột rồi các bạn. Đó. Cho nên mình không cho nó nằm trên đây. Rồi, xong rồi các bạn. À, mình đã chọn cho anh tất các phần dưới của cái rổ rồi. Rồi, áp lên luôn các bạn. Rồi, xong đây. Rồi, bây giờ mình tách khuôn cho cái hướng con trượt đầu tiên là hướng của cái mặt này các bạn. Đây, cái hướng mặt này mình tách cái con trượt đầu tiên cho là mình phải là tách vào đây chọn hướng hướng tách về hướng vuông góc của cái mặt đó là hướng về hướng hướng mình đó. Đó. Đây các bạn, đó, tách về hướng này. Rồi, các bạn chọn đại một trong những cái mặt ở trên cái mặt mình cần hướng đó. Đó, tôi chọn cái mặt đại đại này nha. Đó. Rồi, tôi cho nó tùy chọn. Tôi cho nó tùy chọn. Rồi, nó chọn rồi xong mình kiểm tra lại nha các bạn. Đó. Nó chọn rồi, nó chọn luôn cái mặt trên này các bạn, bỏ đi. Đó. À, cái chỗ nào là của cái mặt phân khuôn kia, chỗ cái lọ kia, cái thằng này là nằm ở trên là bỏ đi, bỏ cái này đi luôn các bạn, bỏ cái này đi. Cái nào nằm trong phần con trượt mình quy định nằm trong phần con trượt thì mình giữ lại thôi, còn cái nào chọn ở ngoài con trượt thì mình bỏ đi. À, bỏ cái này đi. Cái này cái nằm của cái phần này dưới này bỏ đi, mình giữ lại cái phần nào mà nó giới hạn bởi cái những cái mặt phân khuôn hồi nãy mình tạo các bạn, nó nằm ở trong khu vực đó thì mình giữ lại thôi, còn cái nào mà nó chọn dư ra thì mình bỏ đi. À, nếu các bạn mà lỡ mà chọn thừa hoặc thiếu gì rồi á thì mình vẫn sửa được nha các bạn, mình vẫn vô mình thay đổi được. Nhưng mà mất công lắm thì ban đầu thì mình cứ chọn cho kỹ một lần một để khỏi làm tới làm lui. Đó.
Đó. Bên đây đã sạch rồi nè các bạn. À, bên đây là cũng đã sạch luôn rồi. Rồi ok. Cái mặt con trượt đầu tiên. Rồi, mình up đây luôn các bạn. Rồi, tiếp tục. Ta chọn cái tách khuôn cho cái mặt thứ hai, khuôn trượt thứ hai là tách từ hướng này các bạn. Tách từ hướng này mình xây cái thằng này qua nó đó. Đây chọn hướng này để mình tách cái mặt trượt bên đây. À, mình tách cái mặt trượt bên đây. À, bây giờ tương tự các bạn cứ chọn đại một mặt trong cái mặt đó. Ta chọn mặt này. Xong rồi cho nó tự động chọn. Giống như hồi nãy thì ta bỏ bớt những cái mặt nào nó chọn thừa. Ta chỉ giữ lại những cái mặt nào mà nằm trong cái phạm vi giới hạn mà hồi nãy ta tạo cái mặt con khuôn các bạn. Đó. Ta giữ lại thôi. Đó, cái mặt này là ngoài cái phạm vi đó này các bạn. Những cái mặt này là ngoài phạm vi của cái mặt con khuôn này. Thì ta bỏ đi. Cái đường ở lái này các bạn. Đó. Thì ta vẫn đứng điểm đây, ta chọn được các bạn lăn phím giữa chuột á. Đó, khi nào mà nó chọn được thì đó nó chọn nè các bạn. Thì các bạn cho bấm giữa bấm để kết thúc thôi, chọn để kết thúc thôi. Đó. Các bạn không cần phải là lật nó lên để mà các bạn chọn nó đâu. Đó. Thì các bạn làm sao mà nó nhanh chính xác là được rồi. Cái khu vực bên đây đã hoàn thành. Rồi, khu vực bên đây, qua thủ bên đây các bạn. Nói chung nó chỉ chọn thừa những cái mặt nào mà nó cho là đủ điều kiện thôi các bạn, chứ nó không phải chọn tùm lum tà la đâu mà sợ nó ấy, cho nên nó cũng ít lắm chứ không có nhiều. Đó. Đó. Xong rồi. Rồi kết thúc lựa chọn. Rồi mình cho up đây. Rồi tiếp tục ta chọn cho cái đây nó hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ ta tiếp tục chọn cho cái mặt trượt thứ ba. À, các bạn chọn được hướng này, hướng một xanh lá này các bạn, nó hướng này, rồi hướng hướng tách hướng này, à, rồi bây giờ các bạn chọn đại một mặt trong cái phần cần tách đó, rồi tôi chọn con này, rồi cho nó tự động. Rồi. Bây giờ ta bỏ đi những cái giống như những cái hai cái con chuột trước, ta bỏ đi những cái phần thừa. Rồi, khu vực bên đây đã hoàn thành. Ta qua khu vực bên đây các bạn.
Rồi kết thúc lựa chọn các bạn. Rồi, ta đã hoàn thành 3 mặt trượt rồi. À, còn cái mặt cuối cùng bên đây nữa các bạn. Còn mặt cuối cùng nữa. Ta tiếp tục chọn cái màu đỏ này các bạn. Đây, chọn cái mặt liên quan tới cái mặt trượt đó. Rồi, cho nó chọn. Rồi, tương tự hồi nãy các bạn. Tiếp tục, ta tiếp tục bỏ đi những cái mặt thường. Ta bỏ đi những cái mặt thừa các bạn. Rồi. Mình đã hoàn tất cái mặt cuối cùng các bạn. Rồi, hoàn tất cái mặt cuối cùng. Rồi, bây giờ mình kiểm tra lại coi nó còn sốt hoặc nào không nhé các bạn. Rồi, các bạn rửa bát đi nè, bạn bát đi. Rồi, các bạn tắt nó ra. Đó, nó còn sốt nè các bạn. Đó, những cái chữ các bạn, những cái mặt trên cái chữ đó nó còn sốt nè các bạn. Các bạn thử phóng lên cho nó coi có thấy mặt không. Đó, là những cái mặt trên cái chữ các bạn nó còn sốt lại nè. Đó. Nó còn sốt lại. Đó, bây giờ mình của cái này chữ này là của cái mặt này, bây giờ mình lấy nó qua luôn. À, lấy qua là các bạn cũng vào đây rồi ở bàn kéo nó ra. Rồi. Rồi, các bạn chọn rồi các bạn chọn nó à, các bạn kết thúc lựa chọn bấm phím giữ cái chọn và chọn. Các bạn xác nhập qua thằng nào, xác nhập qua bên này thì các bạn kết thúc và chọn thằng này. Đó, chọn một mặt đại thế này rồi và kết thúc thì chọn OK. Và nó nhảy qua đây luôn rồi các bạn. Đó. Đó thì hồi nãy nó nằm bên đây thiếu. Nó chọn thiếu giờ nó nhảy qua rồi. Đó, nó nhảy hết qua đây rồi. Này các bạn. Đó. Đó, bây giờ nhảy hết về bên đây rồi. Các bạn coi coi nó còn sốt thế nào không? Hết rồi nha. Đó. Rồi. Bây giờ hiện tại ta mới tách cái phần sản phẩm thôi các bạn. Thì bây giờ ta tạo cái những cái mặt để ta vá những cái lưới này lại. Đó, ta vá những cái lưới này lại. Đó. Thì các bạn vào trong cái các bạn nhấn là nhấn đích vào đây. Đó. Các bạn vào cái lệnh tạo mặt để các bạn vá cái lỗ này đây. Các bạn chọn cái lệnh này để vá những cái lỗ lại lưới lại. À, các bạn chọn cái mặt có chứa những cái lỗ đó, những cái lưới đó. À, rồi kết thúc lựa chọn các bạn. À, đó nó sẽ hiện cái đó các bạn chọn. Ok, nó sẽ vá lại cho các bạn. Đây, đó nó sẽ vá lại rồi. Và tiếp tục cho những cái mặt còn lại. Cái mặt phần khuôn mình làm theo cái mặt trong này các bạn. Đó. Mặt phần khuôn mình đó. Đó cho nên mình phải vá nó lại. À. À, mình vá nó lại đó. Rồi sau khi mình vá rồi mình tiếp tục mình tách mình
tách những cái thằng này ra tiếp các bạn, các bạn vào tách thêm tiếp đây, thằng clip đây, các bạn kéo ra lại kiểm tra đó, những cái thằng mình mới tạo đó các bạn, đó phần đồng nguyên đó. Bây giờ mình lấy của thằng nào mình trả gì cho thằng đó, mà thằng nào của thằng nào thì mình chụp về thằng đó. Cái thằng này là vừa của thằng này, thằng này là vừa là của thằng này và vừa là của thằng này đó các bạn, đó thì mình lấy nó. Các bạn lấy sao cho nó đừng có dính vào nhau nha. Đó, tôi lấy đây rồi, một phần là nó chưa các bạn chưa lấy là tôi phải chọn ở đây đó. Xong rồi tôi chọn nó rồi, kết thúc lựa chọn là nó chuyển màu xanh đó các bạn. Xong rồi các bạn chọn cho nó một phần là của thằng này, một phần của thằng này, nó là chung của hai thằng này nó, các bạn chọn đây, xong rồi chọn đây, rồi các bạn kết thúc đó, nó sẽ nhảy qua đây hết nè các bạn đó, nó nhảy qua nó vá cái lỗ này là nó thấy không đó, cái tên lỗi này nó cũng vậy, nó cũng vá luôn nè đó, nó cũng vá lại đó. Còn những cái mặt còn lại các bạn tương tự. Đó. Cái mặt này đó. Cái mặt này nó hoàn toàn này rồi, kết thúc rồi, một phần là của thằng này, một cái là của thằng này, xong đó. Đó, nó nhảy về hai thằng đó. Rồi tiếp tục các bạn làm cho những hai thằng này rồi, kết thúc chọn một phần là của thằng này và một phần của này, tôi chọn chưa được đó. Đó rồi, kết thúc. Bên đây cũng vậy, bên đây và bên này đó. Bây giờ nó đã vá hết những cái lỗ lại rồi các bạn đó, nó vá hết những cái lỗ này rồi đó. Rồi bây giờ ta mở cái mặt phân khuôn lên các bạn, cái mặt phân khuôn mình đó, và hồi nãy là mình làm cái mặt phân khuôn, giờ mình mở cái mặt phân khuôn nó lên để mình cái mặt, bây giờ mình làm tới cái mặt phân khuôn, tôi chưa tôi lọt, bây giờ mình làm tới cái mặt phân khuôn chính. Hồi nãy mình mới vẽ cái đường cơ bản của cái những cái mặt phân khuôn thôi, để mình xác định cái vị trí của phân khuôn. Bây giờ mình tạo cái mặt phân khuôn tiếp, các bạn vào đây lần này tiếp, các bạn tạo phân khuôn trên cái viền này. Đấy, cái đường hồi nãy mình mới tạo mà mình mới đây, cái đường này có mới dùng tạo cái đường này, các bạn tạo cái đường không thua chính này một cái, tiếp tục các bạn tạo cái đường không thua dưới này theo cái mặt phân khuôn của mình đó bạn, các bạn làm theo cái mặt phân khuôn mình đó, đó mặt phân khuôn đáy nè. Bây giờ cái mặt phân khuôn của trượt là giữa trượt với trượt này các bạn, đây cái mặt phân khuôn giữa trượt với trượt. Đây, tôi lộn, không phải chỗ này, không phải chỗ này các bạn, phân khuôn giữa trượt với trượt còn nằm đây. Chạy tới đây. Đó. À, các bạn thấy không, nó đi theo cái đường hồi nãy mà mình chia có mặt làm đôi đó, là cái đường đó. Tiếp tục ta làm thêm ba vị trí còn lại các bạn. Ba vị trí còn lại, tiếp tục cuối cùng các bạn.
Rồi mình đã xong rồi, bây giờ mình bắt đầu tạo cái mặt phân khúc đó các bạn. Bây giờ mình đã tạo mặt phân khúc chính là mặt phân khúc của nó đây. Bây giờ các bạn tạo cái mặt phân khúc của cái đá trước nè, đó. Bạn chọn nó 300 đi. Rồi tiếp tục cái mặt phân khúc trên này các bạn, đó, cái tay mình mới tạo đó là 300 luôn đó. Rồi bây giờ chọn một cái lệnh khác để tạo mặt phân khúc dưới con chuột của con chuột này, các bạn chọn lệnh này. Okay. Các bạn chọn cái đưa line này để mình mới tạo này. Rồi sau khi kết thúc lựa chọn thì nó xuất hiện cái tên này, các bạn chọn vô cái đây thì nó sẽ cho mình cái một cái menu bên phải thôi đó. Các bạn chọn theo nó hướng một cái hướng theo một cái line. Tôi chọn lần đầu tiên, các bạn chọn như này đó. Rồi các bạn chọn theo cái khoảng cách tương đối, hay là tôi chọn đến một cái điểm đó. Rồi tiếp tục là bên đây enter, chọn cái cách chọn hướng, chọn cái line này và chọn ra cái điểm này. Tiếp tục là cái line này, rồi chọn cái phương pháp lựa chọn hướng, rồi cái này ra điểm này. Tiếp tục là cái này, lựa chọn hướng, chọn điểm này và chọn xây ra các bạn, chọn điểm này. Rồi ok. Bây giờ mình tiếp tục tách phân khung cho cái mặt phân khung mới dựng lên này các bạn. Đó. Mình sẽ tách cho nó. Các bạn vào tách tiếp. Các bạn kiểm tra thử nào. Các bạn thấy nó vẫn còn nằm nguyên một chỗ đó. Nó bây giờ mình chưa cái bố trí nó là thằng nào theo thằng nào. Đó, cho nên còn nằm nguyên đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình mới tách ra cho nó theo thằng này kia. Rồi. Vào cái phiên bản clip nè. Rồi các bạn kéo cho nó thằng kia nó ra hết đi đó. Rồi bây giờ nè các bạn, cái mặt này nè là của con chuột này và cái tấm đáy này. Các bạn chọn nó, rồi enter kết thúc lựa chọn, enter phía giữa. Chưa, và chuyển qua cái này khác đây, các bạn chọn nó, enter lựa chọn đó. Xong rồi chọn cái đó, điểm đến là thằng này và thằng này, xong kết thúc đó. Tiếp tục là thằng trên này, ba cái miếng này, một thằng là của thằng này, hai một thằng là của thằng này. Rồi ở bên đây cũng vậy các bạn, kết thúc lựa chọn một thằng là của thằng này, một thằng là của thằng này. Chọn đây và chọn đây, không phải các bạn. Đáy này. Rồi tiếp tục bên đây các bạn, phía trên là của con chuột và thằng này, phía dưới cũng là của con chuột này và mặt dưới. Rồi trên của bên đây là của cái lỗi và của con chuột này. Rồi phía dưới này của con chuột này và cái tấm đáy này. Rồi còn bốn cái này là bốn cái vách ngăn của bốn con chuột đó. Người ta chọn thằng này là của hai con chuột này, con chuột này
cái phần này là của con trượt này và con trượt này. Rồi cái phần này là của con trượt này và con trượt này đó. Cái phần còn lại đây và rồi mình đã tách cái phần phân khuôn xong rồi các bạn đó. Và bây giờ mình kiểm tra lại rồi nó đúng chưa. Rồi ok rồi à, cái bài hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn làm sao tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái phần insert những cái clip vào rồi xong mình chim cho nó nha các bạn. Rồi bye các bạn, tạm biệt, hẹn gặp các bạn. Các bạn đừng có sale, các bạn làm đi làm lại, các bạn lỡ sale xong các bạn xóa, làm đi làm lại cho nó dừng tay theo cái thao tác của tôi chỉ cho nó nhường nha các bạn. Đó, các bạn làm đi làm lại đi cho nó nhường, xong rồi tôi sẽ bài tới tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo cái phần này. Rồi chào tạm biệt các bạn.